Ok, xin chào các anh chị, xin chào. Video bài học này là cái video có thể nói là bắt đầu tiên vào cái khóa học của chúng ta. Đây là bài học mà tôi sẽ thống kê cho các bạn một số cái con số có ý nghĩa và quan trọng để cho các bạn hiểu được cái tầm quan trọng của bán hàng trên Facebook hiện nay. Thì đầu tiên, tôi muốn nói với các bạn là hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều các kênh marketing online khác nhau. Tôi có thể liệt kê trong cái bài học đa kênh sau. Như là kênh Facebook, kênh Instagram, kênh Zalo, kênh website, kênh sàn thương mại điện tử, kênh TikTok, tôi sẽ có những khóa học về TikTok cho các bạn, đúng không ạ? Kênh YouTube, kênh Google Ads, vân vân, rất nhiều các kênh như là email, rồi PR, báo chí, rồi các cái trang mạng hiển thị, vân vân. Thế thì Facebook là công cụ mà có khả năng tương tác và tiếp cận khách hàng là tốt nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay. Từ năm 2011 cho tới nay thì Facebook vẫn luôn luôn là đứng đầu, bởi vì cái mức độ hiệu quả của Facebook là rất cao. Số lượng người sử dụng tính đến tháng 3 năm 2020 đạt khoảng 70 triệu tài khoản. Với khoảng 10% số đó là fanpage, thì hiện nay trên thị trường Việt Nam có khoảng 7 triệu fanpage. Giả định rằng có 5% số người online Facebook đang bán hàng, thì năm 7-35 có 3,5 triệu người đang bán hàng online. Còn giả định rằng 10% thì sẽ có 10 triệu người đang bán hàng online. Các bạn thấy là cứ trên Facebook của mình lướt 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 mình xem, đúng không? Thì mình đẩy cái tay như thế này thì mình thấy là ồ, rất nhiều người bán hàng. Bạn bè của chúng ta rất nhiều người bán hàng. Đấy. Thế thì trên thế giới thì Facebook hiện nay có khoảng 2,7 tỷ người sử dụng trên toàn cầu. Trong đó thì chúng ta thấy rằng là cái số lượng người sử dụng Facebook thường xuyên liên tục là chiếm tới khoảng 65%. Trong số đó có khoảng 80-85% là đến từ thiết bị di động. Tức là người ta lướt Facebook trên điện thoại di động, các bạn hiểu ý tôi không ạ? Vâng. Thế thì cái câu chuyện như vậy để cho các bạn biết rằng gì? Cái số lượng người sử dụng rất lớn. Cái thời gian tương tác trên Facebook là hiện nay là khoảng rơi vào khoảng 2 tiếng một người là rất nhiều. Họ sử dụng trên điện thoại di động bất kể nơi đâu, bất kể lúc nào, từ trong toilet cho đến bàn ăn, cho đến là đang xem phim, đang xem bóng đá, rồi đi chơi, họ đều sử dụng Facebook. Tiếp cận họ rất là dễ dàng. Trước đây chúng ta khó khăn về cái cách tiếp cận khách hàng, còn bây giờ rất là dễ. Chúng ta chỉ cần học cái bộ khoa học này, chúng ta chạy quảng cáo, chúng ta live stream, chúng ta đăng trên group này kia là chúng ta sẽ có, đúng không ạ? Thế rồi thì cái tương tác trên Facebook cũng rất là tốt. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có khả năng tương tác trên fanpage là rất cao. Và khách hàng thường xuyên là sử dụng Facebook để check hàng, check người bán hàng trước khi mà người ta mua hàng. Hoặc là người ta thường sử dụng các công cụ Messenger chat để từ đó người ta có thể làm cái tương tác với người mua, với người bán rất là tốt. Và một cái thông tin nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn là năm 2018 thì doanh thu của Facebook từ quảng cáo tại thị trường Việt Nam đạt 1 tỷ đô la theo thông tin của Bộ Thông tin Truyền thông. Và năm 2019 thì con số này có thể đạt cỡ khoảng 1,3 cho đến 1,5 tỷ đô la. Tại sao lại là dự đoán? Vì bây giờ mới là tháng 3 năm 2020 thôi, cho nên chưa có số liệu của 2019 đâu. Con số này là tôi hoàn toàn dự đoán, các bạn có thể tin tưởng. Ý tôi muốn nói là cái lượng mà các nhà quảng cáo đổ vào Facebook rất là lớn, mà số tiền đổ vào nhiều như vậy và số người đổ vào nhiều như vậy thì rõ ràng là cái quảng cáo trên Facebook nó phải có hiệu quả ít nhiều. Trước đây tôi đã chạy quảng cáo chi đến hàng trăm tỷ tiền quảng cáo thì tức là nó phải quảng cáo được, nó phải kiếm được tiền và nó phải có hiệu suất thì người ta mới làm. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Vâng. Thì đấy là một số những cái con số mà thống kê mà tôi muốn chia sẻ với các bạn để các bạn nắm được về tình hình của Facebook. Và các bạn nên học cái công cụ này một cách thật là vững chắc. Tất nhiên mình sẽ học thêm những công cụ khác nữa, nhưng mà đây là công cụ số 1, tốt số 1 tại thị trường Việt Nam. Và các bạn có thể chạy quảng cáo Facebook cho các thị trường thế giới, như là ở Mỹ, ở châu Âu, hoặc là ở châu Á như là Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Đài Loan đều ok. Tất cả những cái công cụ nó đều có trên toàn cầu như vậy thì rất là tuyệt vời. Ok, thì đấy là một số những cái thông số mà tôi muốn trao đổi với các bạn về tình hình của Facebook như vậy.
Và tôi dám nói với các bạn rằng là đây là một cái con số mà nó rất là hữu ích, được chưa? Nội dung số 2 thì tôi sẽ muốn nói với các bạn về một số những cái sự thật của Facebook năm 2020. Thì nó có rất nhiều các cái sự thật, đúng không ạ? Nó rất nhiều các cái vấn đề. Thứ nhất là Facebook bây giờ vẫn là công cụ đứng số 1 tại Việt Nam với cái lượng tiền quảng cáo rất lớn. Thứ hai là số lượng các nhà quảng cáo nhảy vào thị trường này rất cao, rất cao. Hiện nay thì số lượng nhà quảng cáo ở Việt Nam lên tới là vài trăm nghìn nhà quảng cáo, thậm chí cả triệu nhà quảng cáo. Doanh thu thì đã thể hiện là hơn 1 tỷ đô la rồi, và khoảng 1 tỷ 3 đến 1 tỷ rưỡi đô la cho năm 2019. Chưa kể đến là cái đội ngũ chạy bùng, chạy lậu, chạy hóa đơn, invoice này kia để mà không được tính vào cái chi phí đó. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta vẫn đang thấy là có một cái lượng người rất lớn để chạy quảng cáo bùng lậu như vậy. Những người bán hàng online thì vẫn đang thành công với cái nền tảng Facebook này rất là nhiều. Có những người livestream bán được hàng nghìn đơn một tối, có người bán 2-3 nghìn đơn một tối, kiếm được cả 100 triệu mỗi tối. Những người mà bán hàng lâu đời trên Facebook thì bán trên profile rất là tốt. Những người mà mới vào Facebook thì hiện nay thì đều đang gặp những cái khó khăn nhất định trong cái việc chạy quảng cáo bán hàng, bởi vì cái lượng tiếp cận quảng cáo bây giờ thì đắt đỏ và giá thầu thì cao. Thì các bạn cũng cần phải lưu ý về cái chỉ số này. Bình thường như tôi đã nói là năm 2011 đến bây giờ là 10 năm rồi, đúng không? Thì tại cái thời điểm đấy 1 triệu các bạn chạy quảng cáo thì tiếp cận được khoảng 1 triệu lượt. Còn bây giờ 1 triệu thì các bạn tiếp cận được bình quân khoảng 10.000 đến 15.000. Tất nhiên có thể cao hơn, thấp hơn thì tùy vào cái fanpage và cái tài khoản quảng cáo khác nhau. Đấy, lại có một cái ý nữa là quảng cáo của fanpage thì của tài khoản cá nhân trên fanpage thì nó cũng ngẫu nhiên, nó cũng khác nhau, chứ nó không phải là chính xác mà giống như là tuyệt đối là cái tài khoản này cũng giống tài khoản này. Tính ngẫu nhiên quảng cáo của Facebook rất là cao, họ chạy các cái tài khoản khác nhau là có hiệu suất khác nhau. Cho nên ấy, nếu mà các bạn chạy quảng cáo ngân sách lớn, chạy nhiều thì các bạn có thể phân bổ ra nhiều tài khoản quảng cáo và phân bổ ra nhiều chiến lược, chiến dịch để các bạn chạy, để các bạn tối ưu về mặt chi phí hơn. Vâng, rất nhiều người vẫn đang kiếm được tiền trên Facebook. Đấy, thế nhưng mà cái giá thầu cũng sẽ đắt hơn, cái tiếp cận cũng sẽ thấp hơn, và cái số người mà mất tiền trên Facebook cũng nhiều hơn. Thay vì là trước đây 100 người thì 90 người kiếm được tiền, thì bây giờ 100 người thì có khi chỉ 30 người kiếm được tiền thôi, còn 70 người mất tiền. Thậm chí nếu mà các bạn không cẩn thận thì các bạn chạy quảng cáo, các bạn thua lỗ là chuyện bình thường. Nếu mà các bạn fanpage mới, các bạn chạy sản phẩm không phù hợp, giá đắt, vân vân, thì đấy là một số những cái mà tôi khuyên chia sẻ với các bạn để các bạn hết sức lưu ý. Thế rồi thì hiện nay cũng rất là nhiều người đi học các cái khóa học khác nhau của các thầy khác nhau, của các cái giảng viên khác nhau, nhưng mà họ cũng có người thì biết, có người thì không biết, có người thì nói cũng nội dung cũng chưa phải là chính xác. Nên là chúng ta cũng phải thử nghiệm, ném đá dò đường rất nhiều lần thì chúng ta mới có thể phát triển được cái hoạt động kinh doanh của Facebook của chúng ta qua nhiều cái giải pháp khác nhau. Thì trên đây là một số những cái thông tin cơ bản tôi muốn giới thiệu với các bạn để các bạn nắm được, để các bạn hiểu được cái vấn đề về quảng cáo của Facebook, cũng như là các chỉ số, cũng như là các cái thông tin về cái mảng này. Ở Việt Nam cũng vẫn còn rất tốt và thế giới cũng như vậy. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào.